Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là em cũng đang có mặt tại nhà chị Loan. Dạ thì hôm nay là thứ bảy ngày 9 tháng 12 nha cô chú anh chị. Đó cô chú ơi, thì sáng ngày hôm nay là ngày cuối tuần. Phía trước thì cũng có anh Gáp cũng đến nhận hàng để đi giao cho khách nha cô chú anh chị. Dạ thì hiện tại bây giờ là cũng còn sớm nha cô chú. Đó cô chú, thì mới sáng sớm cũng có anh Gáp cũng đến nhà chị Loan rất là sớm để nhận hàng nha cô chú anh chị. Chào cô chú nha. Em muốn hộ với sớm chị ơi. Hộ về số hả? Sáng giờ chưa ai mua số mới ăn hả? Bố hết bệnh chưa? Còn mặt hả? Ông giờ mấy nay không thấy hả? Ông giờ mấy nay không thấy hả? Thấy mà, lúc nào không có. Ông giờ thôi cũng chịu hả? Sao mới sáng chưa thấy vậy? Sáng có là mua số gì cho cô rồi. Chưa? Rồi, sáng giờ có ai mở hàng là bánh ướt chưa? Chưa, có ai bánh vô lên con, bánh vô đi, bóc vô dưới, gần như cái bóc vô bánh cuối dưới. Tại lúc đó, tại vì cái lúc mà khó khăn chứ mà con giúp đỡ được thì con thấy là cô là cái tâm con cái dễ thương mà nó hiền lành á, chờ cho con mình giỏi được rồi. Thật sự. Thằng Lý cũng nhờ mấy con, cái lâu lâu con cũng được tưởng được chút xíu của mình. Tình hình là nó cũng khó lắm đó con. Dạ. Sao không biết cầu nguyện thì sao trời. Còn em tới nơi nè con. Hả? Nơi dịch sắp tới rồi nè con. Dạ, gần tới nơi em hả? Thấy nhà chị đó. Loan cũng thắp đèn điện Noel với trời á. Nghĩ hả con? Dạ. Mình thấy nó sắp có gì đó. Mình chơi. Rồi, không muốn sửa không? Không có cái Noel nè thì mình thắp cái đèn chút sáng. Dạ. Dạ. Cái Noel nhỏ nhỏ. Đó, rồi sáng bán con mấy giờ số không mua mở hàng vậy? Cho rồi, giá tàu điện cho có sức khỏe không con ơi. Thôi, con không có ăn được. Con không có ăn được. Thôi, con ủng hộ 5 tờ số à. Rồi, con 5 tờ số hết lần rồi đó. Vụ em bốc qua vậy. Hả? Đó là vụ em là tội quá. Để đi tập cho em luôn. Lấy đại đi. Lấy đại đi. Cái đại thứ tư ngày mai em mới trúng sao? Lấy cái gì mà trúng rồi được rồi. Cái này từ từ nữa ha, bốn anh rồi, năm ta, em bốn năm, còn người ta nó có cái số hết rồi anh Trai ơi, dạ, còn người ta nó có cái số hết rồi, dạ, cái số hết rồi, số giàu này giàu, số nó nghèo nghèo. Bà cô nói kè cũng được đi, mình nói cái hơi bệnh nữa trời ơi. Nhưng mà... Bây giờ nó kìa, mày mãi cho mấy... Cô đang ngồi. Cái mà sao nhỏ... Cô đang ngồi. Cô đang ngồi, cô có đèn ra sao à? Mãi cho mấy đúng ra nha. Chú mua cái gì? Cái đèn có sao, con nhỏ kêu lên chơi chơi. Cái đèn hả? Cái gì, cái ngôi sao, con hiểu không? Ngôi sao. Tại cho mấy hả? Tại cho mấy hả? Nghiệt ghê. Đòi hoài, đòi hoài, chưa tiền mua, chứ nó là con của chú nó đòi ha. Chị Nhi là Giáng sinh lớn quá. Giáng sinh thì chú cũng ở bên đó. Dạ chị Loan của chú. Chị Loan cũng mơ sáng sớm. Chị Loan được không? Dạ. Ai là con của chú là chung, nói là chung cô á, nó đòi à. Bên đạo công giáo á. Rồi, mua cái ngôi sao ấy hả? Mua cái đèn sao để chúa đó con. Mà con nói thôi, con cái cầu nguyện coi. Mua là con mua lại đường nó lâu lắm. Không biết gì, không biết tội. Cho mấy cái trăm ngàn
Để làm mua chơi Noel đấy ha. Để ấy này mới sao lên để mình cầu nguyện Chúa đó. Cũng có một cái lượng tin lắm đó con. Con nói thôi để cho mẹ bán đất đi rồi từ từ rồi cơm. Đúng rồi, cô vì chú còn ở bên đạo mà. Đúng rồi, con có một cái ngực tin của chú đó, thử thách cái cô cũng buồn buồn á. Lúc nào cũng có đang kẹt. Đấy là con trai của cô là nói cô mua cái đó. Cô đó nói mẹ gán này, mẹ nói thôi để mẹ cầu nguyện Chúa đi. Cô nói là cô không có tiền á. Cô đang nói từ từ mẹ có tiền rồi mẹ mua. Cái đó là còn bao nhiêu tiền? Cái đó giờ quán là, chưa hỏi á. Là cái bao nhiêu tiền là. À, là biết là rồi. Tại có anh nhà em là tại đó. Thôi mua loại 200 mấy được rồi. Ờ 200 mấy 300 á, 300 nó cùng á. Hồi trước á giờ con tặng con 200 này rồi cô thêm tiền là cô mua cho nó nha. Trời ơi trời này tầm tiền dính dài tầm nghiệp quá à. Mà mua con tặng là mua cho nó nha. À, mua cho nó nghe con. Thấy thương không? Đây 200 nè. Rồi thôi cảm ơn Vinh nhiều mừng. Rồi à, rồi thiếu thì cô chú bỏ vô mua thêm nha. Dạ. Rồi. Nó cho nó đi nhà. Cảm ơn Vinh nha, cầu nguyện cho em mạnh giỏi nha. Cô mới nói cô buồn quá để cô cầu Chúa để lên kia đây. Thế mẹ ơi mẹ bỏ 100 đi. Mẹ nó nói cô là sao biết không? Mẹ nói cô con mẹ hỏi coi. Đi xin ngay được không? Mà nó không mày ơi, mày bắt mày thở quá. Trời ơi, thiệt á, xin 100 thôi, mẹ bỏ 100. Tự vì cái nhẫn cô á, cũng đi cầm hoài Kim Thịnh rồi. Mẹ nói thôi còn 100 để bán đi, để mua cho em. Rồi này nọ, có tội quá. Này chú giúp đỡ, cảm ơn Vinh, cầu nguyện cho em được mạnh giỏi nha. Được đi chứ. Có vậy, cầm hiền Vinh hoài rồi tội nghiệp. Xin chào, rồi cũng chào con nha. Đúng không con? Rồi, okay. Mua còn thiếu bỏ thêm ít chục nữa mua cho em chơi. Dạ đó cô chú anh chị ơi, thì nói chung là hai cô chú này là cũng rất là khó khăn nha cô chú anh chị. Thì cũng gần đến Noel rồi cô chú. Thì nói chung là người con trai của cô chú này là cũng không có được là bình thường cho lắm nha cô chú anh chị. Thì em cũng là muốn là mẹ với cha mua cho em một cái ngôi sao mà có cái đèn á cô chú anh chị, đó mà chơi Noel á cô chú. Thì nói chung là cô với chú này là cũng ở trong bên đạo á cô chú anh chị. Thì sáng ngày hôm nay nói chung là em cũng thấy như vậy, em cũng muốn là giúp đỡ một xíu để cho hai cô chú mua cái vòng ngoài sao cho em trai. Dạ thì thôi giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Và cũng mong rằng là cô chú anh chị và các bạn cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú.